Xin chào cả nhà. Chiều hôm nay hai anh em mình đi ra biển, tình cờ phát hiện là biển chiều nay rất là nhiều chân trang luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ chỉ cả nhà cách mà tìm chân trang của ngoài biển nha. Nếu mà cả nhà có xem video này á thì sau này cả nhà đi ra biển cả nhà biết cả nhà bắt nha. Cái này là thật 100% chứ không có diễn hay gì hết nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà xem video của gì để biết nha. Nó có nhận dạng của nó là có chỗ thì nó sẽ gờ lên, còn có chỗ thì nó sẽ bằng như vậy, nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ ở đây. Đây rõ ràng một con nha cả nhà, ở đây còn rất là nhiều nữa. Bây giờ Duy sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Thì hôm nay là hy vọng là bắt được nhiều thì mình sẽ làm cái món gì đó đãi cả nhà nha. Anh Phi vừa bắt được một con tiếp cả nhà, rất là nhiều luôn. Nha cả nhà, rất là ham luôn cả nhà ơi. Này giống anh đen quá à? Quá trời ngon luôn rồi. Không có. Hang này thì anh Phi. Trời ơi, mau văng lên mà không có thể. Quá trời nhiều luôn cả nhà ơi, rất là nhiều luôn nữa. Đó. Nghe cái hang này cả nhà, cái hang này nè. Đó. Đó lên tay rồi mà. Trời. Trời. Dở quá. Ồ, bên đây nữa cả nhà ơi. Ở đây có nữa nè. Nè. Vừa xuống là có nè. Thì mình chỉ các bạn mơ chiều các bạn có đi biển á thì sẽ thấy cái dấu như vậy, các bạn biết để bắt nha. Quá trời lên kia. Đâu nãy bên đây. Luôn. Đây nữa. Ê, quá trời luôn rồi. Trong khoảng 1 phút mà hai anh em mình đã bắt được như đây rồi. Rất là nhiều luôn cả nhà ơi, biển chiều nay chân trang rất là nhiều luôn.
đây có một con nữa. Bị anh thi thuốc rồi sao hai hai ngang luôn. Đây một con, ba con ở kế bên nhau luôn. Ủa này sao không thấy anh Vy? Đây cái hang này là rõ ràng luôn rồi cả nhà, rõ mà dễ phát hiện nhất luôn nè. Đây là cái số ngao mà anh em mình đã bắt được, bây giờ mình sẽ luộc để lấy cái thịt nó ra. Thì do là ngao ở ngoài biển bắt lên liền nó còn rất là cát, anh em mình không thể mà chế biến liền được, vì không thể nào mà ăn được, cát ở trong đó rất là nhiều. Nên anh em mình đã ngâm qua một đêm rồi, thì hôm nay anh em mình sẽ bắt đầu làm món cháo ngao. Mình lấy cái vỏ nó ra hết xong rồi mình sẽ lấy nước của nó mình nấu cháo luôn. Rồi thì giờ hai anh em lấy vỏ của nó ra. Ra nóng. Nhiều ghê là mà khi lấy ra rồi thì còn có một xíu ruột thôi à. Nhưng mà đủ nấu một nồi cháo cho hai anh em và mời cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ lấy đồ mình rang gạo rồi mình sẽ bỏ vào mình nấu. Wow. Xem nó như thế nào đây. Thơm quá. Giờ thì mình sẽ cho thêm hành và tiêu vào. Cháo thì không thể thiếu mà hành và tiêu. Rồi. Hơi kẹo ha. Hơi đặc. Hơi đặc. Số hen luôn. Tình hình là nồi cháo thì đã nấu xong rồi mà giờ hai anh em với không ai đem thêm muỗng với đem chén hết trơn á, giờ không biết ăn sao. Thì có hai cái ly uống nước nè, bây giờ hai anh em tính là đổ vô trong đây mà ăn, bây giờ mà không biết ăn sao nó tính đứa chiếc đũa ăn luôn nữa, giờ thiệt là khổ. Ăn cháo ly luôn, giờ ăn cháo ly luôn rồi cả nhà ơi. Vậy thôi. Anh Phi lấy em con dao đi. Bây giờ không có theo cái phong cách kiểu cách nào ở trên cái nhà ơi, giờ có cái kiểu nào là làm kiểu đó, lụm kiểu đó luôn à. Giờ kiểu nào được là bập kiểu đó rồi, chứ giờ không có theo cái kiểu nào nữa hết. Bây giờ mình sẽ cắt cái này ra đi. Trải nghiệm kiểu trải nghiệm cũng kiểu là trải nghiệm cái kiểu là đáng nhớ nhất cuộc đời của hai anh em luôn. Mình cắt cái này mình làm cái muỗng nha, chứ giờ không có cái gì để ăn hết trơn, thua luôn rồi á, thỏng binh là thua luôn á. Rồi anh Huy tự xử nha. Tất
cái này cũng vậy. Rồi, tạm như là hoàn thành hai cái muỗng đi. Này là kiểu như dạng như là sinh tồn, có gì làm đó luôn rồi đó. Đi ngồi ăn luôn, múc ăn luôn ha. Để giờ ly. Thôi múc ăn luôn đi ha. Thôi thì múc ăn luôn đi, mình bỏ qua cái bước múc ra ly luôn em. Nồi cháo bây giờ nó cũng nó cũng hơi kẹo kẹo mà nó sao sao, nó sệt sệt sao á. Không mà quan trọng là chất lượng thôi chứ cái hình thức thì nó chỉ là vẻ bề ngoài thôi cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng dùng chung với hai anh em đi ha. Không có, mình không có bỏ muối nhưng mà mặn quá. Do cái nước của con chan chan này á. Này chan chan phải không? Nước của con chan chan này á, mình luộc á, mình lấy nước nó mình nấu á. Cái nước của nó mặn sẵn rồi. Nó mặn hơn mình tưởng tượng luôn. Nhưng mà mình bỏ mấy muỗng muối vậy cả nhà. Mặn hơi bị nhiều á. Nhưng mà ngọt. Cái vị mặn có nhưng mà vị ngọt là lại có rất là nhiều loại nha cả nhà. Cái vị mặn cũng nhiều mà vị ngọt cũng nhiều nữa. Hành với tiêu mình bỏ vô thơm. Tạo mùi thơm ngon ghê luôn. Vi cảm xúc làm sao rồi bắt liễu rồi kìa. Quá ok rồi. Nước nhiều cũng được, hơi đặc. Cái này hơi đặc. Nước nhiều chứ là sẽ ngon hơn. Con chan chan này rất là ngọt đó nha. Chan chan ngoài biển nước mặn á, nó rất là ngọt. Tưởng không ngon mà là cuối cùng ngon không tưởng. Hết chát à. Còn vài hộp à. Ngâm một đêm mới ăn được ở nhà. Tầm cái nhà ấy lên cát nó rất là nhiều trong bụng nó luôn. Mình không thể nào mình nhai được luôn á. Nhiều thì nó ngọt. Còn chan chan, chan chan thì nó ngọt, hành thì nó thơm, tiêu thì nó thơm mà cay cay nữa. Chắc hai anh em mình phải ăn thêm cái món cháo này nhiều lần nữa mới được. Ngon các bạn, ngọt, ngọt ngay luôn các nhà. Muỗng mình toàn là chan chan không à, ngọt lắm. Chan chan, hào, dẻm xanh, rồi là mình nấu cháo rồi ăn thôi khỏi nói luôn, nó rất là ngọt và rất là bổ nữa. Hết luôn rồi nha ơi. Xong à. Thì video ra biển bắt chan chan và làm cái nồi cháo của hai anh em Di đã kết thúc. Thì cả nhà có xem video có yêu quý kênh thì cho anh Di và anh Phi một like, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem hết video này ha. Thì
chào cả nhà và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.